Anh ơi, anh quay em nhé. Em đứng xa xa ra. Xe để đâu được đại ca? Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đã có mặt tại khách sạn Đất Xanh. Em chào anh. Anh có nhớ em à? Anh phải nhớ em chứ. Hiện tại là đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại khách sạn Đất Xanh. Đấy, đây là ban huấn luyện cũng như là các trợ lý của đội tuyển Việt Nam. Trên xe là huấn luyện viên Chussi đây. Huấn luyện viên có một cá tính rất mạnh đấy, cùng các đồng nghiệp của huấn luyện viên đấy. Ta như thế của Quang Hải rồi. Quang Hải đang đứng trước mặt chúng tôi đây. Huấn luyện viên Jose. Và mặt hậu đây. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Rồi. Tuấn Anh. Châu Quang. Thôi, Tỷ Triệu. Rất nhiều tuyển thủ. Duy Mạnh đây. Rồi, rất nhiều anh em. Văn Thanh. Rồi, nhiều cầu thủ. Rồi, Nhâm Mạnh Dũng. Rồi, Khuất Văn Khang. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Rồi, rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Thôi để cho người ta vào đây cháu ơi. Rồi, Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Tiến Dũng. Rồi, nghệ sĩ sân cỏ Hoàng Đức đây. Văn Toàn, Quế Hồng Hải. Em ơi, cho anh xin một cái cảnh đấy. Ôi, giờ đội trưởng của mình đâu rồi? Lịch đục theo em nhé. Đội trưởng của mình đâu rồi? Hải Huy, Công Phượng. Rồi, Tấn Tài này. Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài. Văn Lâm, còn nhớ anh không? Lâm ơi. Văn Lâm. Anh Đức ơi. Văn Lâm Điệt Giang. Lâm ơi. Các bạn lái với anh đi Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm nhá. Các bạn lái với anh Lâm nhá. Em Bích Tùng ấy.